Hello, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Bếp Nhà Trân. Cả nhà ơi, hôm nay Trân có mua được 4 hộp dê. Cái dê này nó vừa có sườn mà nó có vừa có thịt luôn đó nha cả nhà. Thì cái loại này là có da, cái loại này là không có da. Thì Trân sẽ chia ra, Trân làm hai món. Thì một món á, là Trân sẽ làm luộc nước dừa, một món là Trân sẽ nướng. Trân sẽ ướp nướng, ướp ngũ vị nướng. Thì nguyên liệu của Trân là có 4 hộp dê. Thì 4 hộp dê này á, một hộp này là 9 đồng, hộp này 12 đồng, 21 đồng, 21 cái này 16 đồng, 21, 27, 37 đồng, 37 đồng với cái này 10 đồng, 47 đồng. 4 hộp dê này nha cả nhà. Ở đây Trân có ngò gai nè, rau răm nè, rau thơm nè, lá tía tô. Thì ở đây là chân có củ riềng, dưa leo, sả và chao. Rồi xin mời cả nhà cùng vào bếp với chân nha. Bây giờ chân sẽ sơ chế dê nha cả nhà. Ồ, chơi dê làm rất là sạch nha cả nhà, rất là sạch sẽ, không có hôi dê. Thì cái dê này cái da người ta đã thui rồi nha cả nhà. Thì một phần này ha, Trân mua hai loại, phần có da phần không có da. Hot boy nhà Trân nó mê cái món thịt dê lắm, để Trân xuyên vài bữa Trân đi chợ Trân kiếm đủ cái gia vị thuốc bắc mà nấu dê, xong rồi Trân sẽ nấu món lẩu dê. Nhà Trân cũng khoái ăn món lẩu dê. Rửa thịt với rượu là Trân ái nha cả nhà, rượu với muối rửa nó rất là sạch sẽ và nó thơm, làm cho cái thịt mình rất là thơm, ăn không có hôi. Thì chân rửa rượu với muối xong thì chân sẽ rửa lại thêm khoảng 2 đến 3 nước, 2 đến 3 nước nữa là xong. Rồi bắt đầu chân sẽ để cho thật là khô nước, rồi chân sẽ ướp nha cả nhà. Thì để là chân đó là chân sẽ ướp hai hộp dê đó cả nhà. Thì chân có tỏi nè, sả nè, củ hành tím nè, củ riềng nè, bột nêm, bột ngọt, ngũ vị hương. Thì ngũ vị hương chân sẽ cho một ít trong này, tùy gia đình mình thích ăn mùi ngũ vị hương nhiều hay ít nha cả nhà. Chân sẽ cho một muỗng dầu hào, một muỗng nước mắm, một ít mật ong, dầu điều. Chân còn có ít à, chân cho vô đây một muỗng dầu ăn. Cái dầu này là dầu hành phi của chân á, làm chân để dành chân để vô. Thì chân sẽ cho vô đây một ít bột ớt nha cả nhà, bột ớt Hàn Quốc. Rồi mình sẽ cho hết mấy cái này vô ha, củ hành, củ riềng, sả, tỏi, rồi bột ngọt, bột nêm, bột ngũ vị hương. Thì cái món sườn này của Trân á là món sườn ướp ngũ vị nha cả nhà. Cái này của Trân nó hơi rộng nên Trân xay nó không có được nhuyễn nhiều. Trân bật cái này ghê bữa giờ. A few moments later. Rồi, nhuyễn được rồi. Rồi bây giờ thì chân sẽ ướp nha. Rồi bây giờ chân sẽ để hết gia vị vô đây. Chân sẽ để một ít rượu mai quế lộ. Chân sẽ cho sa tế nha. Ở nhà chân thích ăn cay. Ướp xong chân sẽ để vô ngăn mát tủ lạnh. Rồi khi nào ăn thì chân sẽ lấy ra nướng. Thì bây giờ chân ướp là tối rồi. Sáng ngày mai là chân sẽ bắt đầu lấy ra nướng nha cả nhà. Nước sôi rồi cả nhà, thì trong cái nước này là Trân để nước dừa rồi nha cả nhà. Đây là nước dừa với một ít nước nước lọc thôi, thì Trân nấu lên cho nó sôi. Bây giờ Trân sẽ bỏ dê vô luộc. Cái dê này Trân sơ chế muối với rượu rồi, và Trân có trụng sơ qua với rượu với rượu rồi. Thì bây giờ Trân sẽ bắt đầu bỏ sả vô nha. Hôm nay Trân sẽ luộc sả với nước dừa, bỏ vô thêm vài lát
Củ riềng, Trân thích cái mùi củ riềng. Riềng mình ăn chung với dê với thì người miền Bắc thì mình ăn giả cày ha, giả cày rồi thì mình ăn nó hợp. Trân thích ăn củ riềng lắm. Trân biết phải gốc người. Đời ông có ông nội gì không biết có liên quan gì tới miền Bắc không, nhưng mà Trân rất là thích ăn đồ miền Bắc như cả nhà. Trân thích ăn đồ miền Bắc lắm. Phở Trân cũng thích ăn phở Bắc nữa. Hồi xưa á, Trân chưa có biết phở ra Bắc á, phở Hà Nội á, thì Trân thích ăn phở ra trong Sài Gòn. Nhưng mà sau này Trân ra đó chơi á, thì Trân bắt đầu tới bây giờ là Trân thích ăn phở ngoài Bắc. Cái sườn này á, cái chiếc dê này á, để cái đợt sau có dịp cho mua nguyên cái đùi thử, đùi lóc xương. Hôm qua Trân đi, hôm kia Trân đi coi là chỗ đó nó không có, nó cắt ra cục cục vậy nè. Thì luộc cái này Trân chưa có luộc qua. Hồi xưa Trân luộc qua Trân để vô cái nồi ủ á, thì nó cho nó mềm. Bây giờ lần này Trân luộc trực tiếp trên bếp luôn, thì Trân sẽ đậy nắp lại Trân luộc. Thì Trân sẽ canh. Trân nghĩ chắc chắc ít nhất ha, tại vì cái loại này nó có da nè. Trân luộc cái loại này có da thì Trân nghĩ ít nhất cũng phải 40 phút cho tới 1 tiếng. Trân sẽ canh từ từ. À, Trân sẽ cho tỏi ra tô. Thì bây giờ mình sẽ nấu chao ra. Nhà coi hủ chao nè, rất là ngon. Trân mê ăn chao lắm cả nhà. Rồi chao này mầm cơm nóng á. Rồi bây giờ Trân sẽ cho một ít sữa đặc vô nha. Này mình cho theo tùy tùy thích nha cả nhà. Trân không cho quá nhiều đâu. Trân cho cỡ nửa muỗng rồi. Nó đặc quá, Trân để cái sữa này trong tủ lạnh nên là nó bị đặc. Đường ha, Trân cho 2 muỗng trước. Mới có pha chao thôi là đã thấy đói bụng rồi. Chuẩn bị ăn chao với cơm cơm nóng lắm. Rồi, cho sẽ nặn chanh vô. Hai mẹ con Trân là khoái ăn mấy cái món nhậu, mấy món đồ nhậu của người ta vậy đó. Nấu cơm hoài là nó khóc á, nó không thích ăn cơm nhiều. Để cho nếm thử. Rồi được rồi nha cả nhà. Tại mình có sữa đặc rồi mình chỉ đừng để không? Để có 2 muỗng đường thôi. Chao dẻo béo ngon quá. Đây, Trân nướng tổng cộng 25 phút nha cả nhà. 25 phút ok đó. Sẽ ăn những món liên quan tới dê. Ở đây là có dê nướng, rồi Dê nướng ngũ vị, dê nướng ngũ vị, rồi đây là dê hấp, dê luộc nước ủa, dừa, dê luộc nước dê luộc sả nước dừa. dê luộc sả nước Rồi mời cả nhà cùng dùng bữa với gia đình Trân nha, với hai mẹ con nha. Thì hồi nãy Trân luộc dê á cả nhà, sorry nha. Lúc đó Trân tự nhiên cái bị quên đi, phải nấu ăn đôi lúc cũng bị gặp sự cố. Thì lúc mà Trân nêm Trân luộc dê với nước dừa với sả, Trân quên nêm gia vị. Thì Trân chỉ nêm một chút xíu muối vô trong cái trong bốn miếng nước. Trân chỉ nêm chút xíu muối với bột nêm vô trong cái dê này thôi nha cả nhà. Trân có nêm gì nhiều lắm. Mà nãy Trân quên quay, sorry cả nhà. Nấu ăn kiểu này dễ bị chửi lắm. Ôi, từ từ đó. Lấy này cái không?
Dê này hơi dai đó, con dê này bụng nó lớn nó sao đó. Trời ơi, Trân Trân luộc cái dê này nè. Con có tin là mắm bị luộc gần 2 tiếng đồng hồ. Hơn 2 tiếng đồng hồ chứ gần hai. Trân luộc lửa nhỏ, riu riu đậy nắp đó. Mà Trân luộc 2 tiếng đồng hồ cái da nó mới mềm luôn cả nhà. Đó, con chấm nó, con cầm cái chén con chấm lên cho cả nhà xem. Nhưng mà dê này không hôi nha. Con chấm nè. Mời cả nhà. Ngon ghê hả? Mời cả nhà. Ngon cả nhà. Rồi. Mềm thơm. Tả. Thịt dê mềm thơm. Lần đầu tiên Trân chân nướng, nướng vừa chân lòng qua rồi bỏ xuống đây. Ngon ha. Nhớ nó không bị khô. Với sao không bị khô? Dê nướng rất là dễ bị khô. Chân nướng 10 phút. Chân dở ra. Chân cho chân chét cái dầu lên. Mình nướng bằng nồi chưa không dầu á. Dầu chảy xuống dưới chân. Không sao chứ. Ngon quá. Dê nướng ngon quá. Dê này hơi dẻ. Dẻ này nó hơi bị dai. Dê nướng. Trân hỏi coi còn chỗ nào bán khác bán không? Chỗ này chỗ Ấn Độ. Vô quầy nó không cho quầy. Nó có chợ nhỏ nhỏ. Một bên có cái farm gà. Gà với dê nó dứt một chỗ luôn. Nó dứt cả chỗ luôn. Nó chia ra đó. Cuốn rau vô ăn không? Được. Cuốn rau gì nè, ăn dê là phải ăn vậy á. Riêng nãy giờ Trân quên cái vụ mà tỏi xả vào rồi chấm bỏ vô miệng nuốt. Ống cũng vừa ngon lắm. Nó quên sắp tới hả? Bỏ sắp tới luôn có bỏ. Mà không để nó cuốn ra thôi. Ăn cái món này nó mới ra. Nó quên cuốn cho nha. Ăn ra ngủ. Con dê này dài nha. Dài rất là ngon, ngon không có hôi phải không? Con review đi. Nó giảm với cái mùi vị. Không hề bị một chút thôi. Nhanh lắm mày. Này con cho nó để sữa nhiều. Có thể kéo không? Luộc lâu vậy mới rất mềm muốn trời. Vừa rồi. Chấm lên, bắt bằng chấm. Rồi 2 tiếng mấy luôn á. Dạ tính lên nè. Con này già. Nó già bà cố luôn á. Dạ mua mấy con non non là ăn hơi bị ngon. Để gì? Mua sao biết được. Thấy không? Hên xui nó cắt ra nó trộn vô. Nó già, con này già hơn bà ngoại luôn. Chắc cỡ bà cố á. Con cuốn đi, con lấy ra con cuốn vô. Thịt dê ăn với cao với cơm cuốn. Mà cuốn ngon ngon. Nào ăn đây ăn hết mà. Quay ăn cái này mà. Cái này cũng ăn rau vậy. Ui. Làm món này rất là gọn. Nhưng mà thời gian nó rất là dài.
nướng 25 phút thì nấu mấy tiếng, 2-3 tiếng luôn. Gừng tổng cộng mấy nồi nè, cái luộc lúc 1 giờ mấy, 7 giờ 3 giờ mấy, 4 giờ hả? Giờ là 4 giờ, 3 tiếng. Đậy nắp, luộc lửa nhỏ. Cái thịt là ok, ăn giống cái gừng á. Ngon quá. Gừng như da. Thịt cuốn mới ngon đúng không? Thấy cuốn hay ăn với cơm cũng ngon. Của mấy mì chao với mì hai mặn. Mà nhà Trân á, trời ơi nốt mắt nè. Hai mẹ con Trân thì thích ăn thịt hơi dai dai, không mềm quá hả bà ha. Giờ heo cũng vậy, mà cái này hơi dai. Này nó phải luộc 4 tiếng. Dạ hơi dài quá. Từ từ nha mất ngã. Hấp cái nước rồi. Rồi nhai không nóng được luôn. Rất là thơm xả. Con dê này hơi bị già quá. Nếu nó mặn mềm, nó non xíu nữa là xuất sắc luôn không? Nhà làm quá ngon. Mùi vị nó quá ngon này. Nó hơi cứng. Trên miếng này dài cũng dài hết được. Không nhận ướp với củ riềng nữa cái nhà. Nướng lên ăn đã. Thơm. Ăn lá này lá tí tô. Ăn lá tí tô thơm. Thì nó hạt mà, món này là hạt với đó, tí tô mà. Dê là hạt với tí tô. Ngon quá. Mấy cái miếng sườn mỏng mỏng là nó mềm xèo à. Còn mấy cái miếng mà cục xương á, nó trộn vô cái nhà nó không có bán. Trông thấy nó bán sườn không, để nữa chân hỏi bạn chân. Con còn chỗ khác mua, chỗ này bán cảnh đó. Tàu ơi, nổ. Tàu để má mì quay nha. Cái mùi riềng á, cái riềng á nó hơi cháy cháy rồi đó, ăn đã quá ha. Món này mà thịt mà thịt nó không bị dại, nó cầm nguyên cục ăn là hơi bị đã. Dạ bữa nó mới bị kiếm không cái rút bắp để ăn nấu đậu dê á. Mà để kiếm rồi còn chỗ khác bán dê, chỗ này mua có mì không thích. Ta không có để riêng không, sườn ra sườn, thịt ra thịt, nó trộn vô. Nó sợ mình lựa sườn mình mua hết á. Sườn mềm sao không? Sườn mềm. Giờ có miếng này có miếng kia rồi.
Dạ, có miếng này có miếng kia rồi. Ừ, nó trộn vô có dê già dê non, có dê già dê trẻ rồi. Dê 75 với dê 35. Bảo. Dê 75 với dê 35. Biết không? 75 35. Ăn số, số đề. Ăn dấu khác biệt luôn. Bốn số đề, tao nói dê lớn là 75. Dê nhỏ 35. Đánh dương. Mấy ông dê già với mấy ông dê trẻ. Mấy ông trẻ trẻ thì 35. Mấy ông già mà dê kêu 75. Còn chắc 15 thôi. Dê non. Dê em bé. Ăn dê đừng đi dê em lum nha. Ăn dê chứ hiền khô. Hiền hả? Hiền khô. Hiền khô đúng không hả? Ừ. Cái chuyện đó thôi chứ. Nó hiền mà nó khô luôn cả nhà. Nhà ba ăn chay. Ba ăn chay. Hợp lý. Còn ngành hẹp cái màn ăn chay. Để mấy mày dậy sớm hay còn. Mai mới đi chùa. Đi ăn chay. Mới bị quay. Từ xưa rồi món gì cũng tự nấu ha, chỉ có món dê là mình rất là hiếm khi nấu luôn, không dám tự tin nấu. Bây giờ cũng nấu được luôn. Hỏi đẹp nha, ngon hơn mùi vị chỗ mình ăn không? Ngon hơn. Thơm ha. Ngon. Chưa có món. Miếng này nó mềm không? Dạ. Tùy nó trộn vô cả nhà, trộn hai ba thứ, hai ba con dê vô á. Nha, nó mềm xèo không? Dạ, ăn miếng này. Nó mì cắt ra. Chấm vô, review cho cả nhà. Xẹp, xác vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ăn miếng xèo vô. Ngon. Mềm phải không? Mềm mà ngọt, hợp với cả. Có miếng mềm xèo, có miếng cứng ngắt. Hai ba con dê trong đây rồi. Nó bán gì mình khó nấu lắm đó nha. Có cái mình sẽ bị rụt, có cái mình sẽ không mềm phải không? Miếng này vậy nha. Ăn dê tốt lắm á. Biết không? Mát. Đúng rồi. Mềm không? Mềm. Mềm. Đó, cắt ra như nào. Để dao cuốn vô. Không có hôi mùi dê luôn nha cả nhà. Không hề hôi, tí nào. Rất là thơm. Cho xin miếng cơm. Thơm từng miếng thịt, từng sớ thịt luôn. Thơm dữ lắm. Ông công nhận ăn dây ngon. Bị nó hơi dai thôi chứ còn mạnh không? Hơi dai mà vẫn nuốt được. Hơi dai mà vẫn nuốt được. Nãy giờ không nhớ rồi chưa? Rồi. Cái nước nó hơi lạ lạ. Nước dừa. Nước xả vậy thôi. Đem xíu gia vị thôi. Ồ lúc này biết ăn xả rồi hả? Ừ.
cái miếng nằm nằm mà nó có sớt mỡ đây nha, thơm. Trời ơi, ăn chao ăn chao hao đấy ghê. Trời ơi, có da nè, có mỡ nè, có thịt nè. Mềm mà cái này nhá. Thì gọi chân về Việt Nam. Chân với mấy chị bạn có đi ăn lẩu không? Ngọc Dương. Cái lẩu đó chịu mát. Rồi hai mẹ con Chân xin kết thúc video tại đây nha cả nhà. Dài quá rồi, dài quá rồi. Để kết thúc video cho nó ngồi nó nhai nữa. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của hai mẹ con Chân. Xin hẹn gặp lại cả nhà vào những video kế tiếp. Cả nhà thích thì nhớ để lại cho bếp nhà Chân một like, một share, một comment. Với lại mong là cả nhà tiếp tục theo dõi cho kênh của mẹ con thì còn nhiều. Hai mẹ con cảm ơn, bye bye cả nhà.